này đẹp quá ạ. Còn mình thì thích trái dưa hấu này hơn, giống y như thiệt vậy đó. Wow. Wow. Mình về trước đây. Ủa sao vậy? Còn sớm lắm mà. Khi mẹ em phát hiện ra, mẹ dắt em qua nhà hàng xóm để xin lỗi. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đốm, con nhớ nha, có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ. Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Đốm, con đang làm cái gì vậy? À, con chị. Thưa ba mẹ, con đi học đây. Con xin lỗi vì đã làm dở con dây trang trí màu xanh. Đây là tiền đền bù. Đốm. Mình về thôi. Gì vậy? Wow. Kiếm gì chơi đi. Wow. Cho mình chơi với. Vậy đi. Mình cho xe mất cướp đi. Đốm là cảnh sát, ta to vừa bụng bự là cướp. 1, 2, 3, bắt đầu. Cảnh sát đây. Một chiêu. Chạy lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Chạy đi lên. Chết rồi. À.
Bằng chiêu. Con chạy đi, nhanh lên. Bằng chiêu. Băng. Lên. Con chiêu. Ủa, sao vậy? Cảnh sát đây, đầu hàng mau. Hả? Có cả. Ơi, có con cá chút xíu à. Anh bò ơi, tôi còn bé lắm, anh thả tôi ra đi. Bơ hả? Nhỏ thì ta đem về làm cá vàng chiên bột. Anh bò ơi, hay là anh tha cho bạn cá đi, chắc bạn nó còn nhỏ nên đi lạc thôi. Giỡn hả? Bỏ đi rồi thì trưa nay ta biết ăn cái gì đây? À, em đổi cái bánh hamburger này với anh nha. Em mới mua còn nóng hổi đó, đổi xong ăn liền luôn, khỏi mất công nhà nhà chiên bột. Đổi luôn nè. Bây giờ an toàn rồi đó, bạn đi đi. Nè, khoan đi đã. Lúc nãy mình định nói thả mình ra đi thì mình sẽ cho 3 điều ước, nhưng cuối cùng người thả mình lại là bạn. Giờ bạn muốn ước gì nè? Hả? Bạn nói thiệt hả? Mình có 3 điều ước. Thiệt mà, bạn cứ ước đi, điều gì cũng được. Vậy mình ước... ước có 1 cục vàng. Hả? Có vậy chứ. Anh là đồ tham lam, lúc nãy anh đã nhận cái bánh hamburger rồi mà. Tưởng dụ ta là dễ hả? Hên là đi chưa xa, không thôi là tôi mất 3 điều ước rồi. Được thôi, nhưng vì Đớm mới là người thả tôi xuống nước, nên anh ước bất cứ điều gì Đớm cũng sẽ được gấp đôi. Anh bò ước đi, còn 2 điều nữa. Hả? Cái gì? Nó được tới 2 cục hả? Cái vàng thông minh ghê. Để xem anh bò ước gì nè. Kiểu gì tôi cũng hơn anh thôi. Vụ này căng à nha. Mình ước được 1 căn nhà thì thằng nhóc này được tới 2 căn nhà. Mình ước là mình khỏe nhất thế giới thì thằng nhóc này cũng sẽ khỏe mạnh gấp đôi mình. Khó nghĩ quá ta. Sao rồi anh bò? Nghĩ ra được gì chưa? Ước nhanh đi, tôi cần về. Tưởng đặt điều kiện như vậy là làm khó được ta hả? Ta ước ta bị què 1 chân. Hả? Đúng là đồ tham lam nham hiểm. Ta còn 1 chân thì còn chống nản đi được, còn ngươi thì để xem đi kiểu gì. Xui ướt, mọi chuyện chưa hề xảy ra. Mọi chuyện quay lại lúc sáng rồi. Sao hả anh bà? Anh còn muốn có 3 điều ước nữa không? Thôi khỏi, sợ rồi. Tham lam làm cái gì cho khổ. Chúc mừng anh đã nhận được bài học rằng tham lam trước sau gì cũng nhận hậu quả mà thôi. Thiệt là không thể chịu được nữa rồi. Mình quyết đi ra đi. Mình cũng vậy, mình sẽ đi cùng với bạn. Mình đồng ý. Chúng ta phải chứng minh cho người lớn thấy chúng ta đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vậy bây giờ tụi mình về nhà chuẩn bị đồ đạc đi. Ừ, 30 phút nữa gặp lại nhau ở chỗ này nha. Đến mới về hả? Đi rửa tay rồi ăn cơm nè con. Con sẽ ra đi, con có thể tự lo cho mình. Từ nay con không cần ba mẹ lo cho con nữa. Con nói cái gì vậy Đớm? Con còn giận mẹ chuyện tối hôm qua nữa hả? Con không giận mẹ, con lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được. Con đi chuẩn bị đồ đạc đây. Đến đi chơi vui vẻ nha. Chiều nhớ về sớm, mẹ chờ cơm đó. Bây giờ
tụi mình lên đường thôi. Tụi mình nghỉ chân chút xíu ơi, mình mệt quá à. Nãy giờ mới đi được có chút xíu à, bạn bụng bự lười biếng quá. Lúc nãy về nhà dọn đồ, mình chưa có ăn cái gì hết á. Sao đớm toàn mấy đồ chơi cũng vậy, có ăn được đâu, đi vậy là chết đói á. Ờ ha, vậy tao tao có mang theo gì không? Sao toàn là đồ điệu đi biển vậy? Bởi vậy ta nói chỉ có bụng bự ta mới là người trưởng thành thôi. Toàn đồ ăn. Mệt quá đi. Các bạn ơi, ở đó có căn nhà kìa. Hình như có mùi thịt nướng. Hay là mình vô đó đi đớm. Chào các con. Các con đang đói bụng đúng không nào? Ông cho tụi con đồ ăn hả ông? Đúng vậy. Các con có muốn không nào? Dạ, tụi con cảm ơn ông. Tụi con đói lắm rồi. No hết rồi phải không nào? Cảm ơn quý khách đã sử dụng rượu. Giờ do ta thu tiền. Ủa? Không phải là ông cho tụi con ăn miễn phí hả? Có ai cho ai miễn phí bao giờ đâu. Trả cho ta 3 vạn tiền. Nhưng tụi con không có nhiều tiền, chỉ có như vậy thôi. Thôi được rồi, không có tiền thì làm việc trả công. Ta là kẻ bướng bỉnh, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bỏ nhà đi bằng cách nhốt chúng bay mãi mãi vào trong lòng. Ông ơi, ông cho con về nhà đi. Con không muốn xa ba mẹ đâu. Tụi con biết lỗi rồi mà. Cứu con với ba mẹ ơi, cứu con. Cứu ba mẹ nhiều lắm à. Cứu con với ba mẹ ơi. Nào quá, tụi bay la to như vậy làm sao biết ông Tăng Hữu Yên được. Đừng sao, đừng có bỏ nhà đi nữa nghe chưa. Tụi bay về nhà đi. Dạ. Đợi mình dây. Ây da. Hả? Hộp bé ngoan hả? Không biết trong cái hộp đó có gì. Sao ta không mở ra xem thử? Thưa mẹ, con mới đi học về. Con về rồi hả? Rửa tay nằm nghỉ tí đi, rồi ra ăn cơm con. Dạ thôi, để con rửa tay rồi phụ mẹ làm việc. Ồ, công nhận ta to giỏi thiệt. Ý quên, mình phải đi cất nó đi đã. Ủa, nãy giờ đâu có ai đụng tới cái hộp đâu ta. Hả, nó tự mở hả? À, mình hiểu rồi. Thì ra là hộp này tạo ra quà. Hay quá, con có bông đẹp quá à. Nếu mình có cái hộp đó, mình sẽ có được thật nhiều đồ chơi mới. Nhất định mình phải có được nó. Dù sao thì mình cũng phải để cái hộp lại chỗ cũ mới được. Ê, ta to. Ủa, đớm, bạn chưa về nữa. Ừ, mà ta to có cái hộp gì vậy? Không có gì đâu, mình nhặt được hôm qua đó. Hộp bé ngoan là gì vậy ta? Ta to có mở nó ra coi chưa? Mình đâu có mở. Thôi đủ rồi, mình đã thấy hết tất cả. Cái hộp đó, ta đó đồ chơi có phải không? Ủa, sao bạn biết? Sao là không biết? Có cái hộp hay như vậy mà không chia sẻ cho bạn bè gì hết. Mình đang tính đem trả lại chỗ cũ mà. Nếu bạn không cần nó thì đưa đây cho mình giữ cho. Đưa đây cho mình thì trước đây. Ê, không được đâu đớm. Nè, đi học về sao không thưa ai hết vậy con? À, quên, con thưa ba mẹ con mới đi học về. Con lên lầu đây. Không được, con để cặp đó vô rửa tay rồi ra phụ mẹ dọn cơm. Dạ. Mẹ ơi, mau dọn cơm lẹ lẹ đi. Con còn phải học bài nữa mà. Muốn nhanh thì vô phụ mẹ, ở đó mà hối. Không sao, nè, con ăn nhanh lên đi rồi còn học bài nữa. Ê, cái thằng này không biết dọn dẹp gì hết. Hợp ơi, tao muốn có một chiếc xe điều khiển đời mới. Tạo ra cho ta đi. Hả? Tại sao tao lại đất với đá không vậy? Không chịu đâu. Có chuyện gì mà khóc vậy con? Tất cả là do cái hộp này.
con thấy tao tao mở ra có đồ chơi mới, con lấy của bạn đó mang về thì lại ra tàn đất với đá không à. Trước khi nhận được quà, bạn tay to đã làm gì vậy con? Bạn nó phụ mẹ dọn nhà, dọn cơm. Vậy thì ba hiểu rồi. Đây là hộp bé ngoan, nghĩa là con phải ngoan thì mới tạo ra được đồ chơi. Về nhà thì không chịu phụ giúp cho mẹ. Con không ngoan thì làm sao mà nó ra đồ chơi cho con được. Vậy là mai con ngoan thì con sẽ được đồ chơi phải không ba? Đúng rồi, nhưng mà con không được giữ nó, bởi vì nó không phải là của con. Phải trả lại chỗ cũ, như vậy đã là ngoan rồi. Con hiểu rồi, mai con sẽ trả lại chỗ cũ. Với lại đi xin lỗi tay to nữa. Bảo mình đọc truyện nghe đi. Chuyện gì bây giờ? Gì cũng được, như thường ngày tụi mình hay đọc đó. Chuyện sợ dừa nha. Chuyện này á, ba mình hay kể để ru mình ngủ á. Chuyện cũ xì, để mình kể chuyện có thật 100% cho nghe nè. Và cánh cửa đột nhiên khép, cửa mở ra, người xóa tóc bước tới. Chú ba tôi. Chào các con, mẹ và ba về rồi đây. Ghê quá. Tụi con sợ hết hồn luôn. Hai bạn yếu bóng vía quá, vậy mà xung phong qua nhà để bảo vệ mình mới ghê. Mới hồn có tí xíu à. Vì bạn ở nhà một mình chứ bộ. Tụi mình sợ đến buồn thôi. Cuối cùng cũng không biết ai bảo vệ ai. Mà không có thật đâu, nên đừng có sợ. Thôi, không cần bạn bảo vệ đâu. Con chào bác, con về. Có cần mình đi theo bắt mấy con ma không? Tay to vì bụng bự buồn cười thiệt. Mình mới hù có chút xíu mà xanh mặt rồi. Mà có ma không ta? Hắn ta đẩy mạnh cánh cửa và nhanh như chớp nhảy phóc vào bế cậu bé ra ngoài cửa. Ba ơi, mẹ ơi, có người bắt cóc con. Đớm, có chuyện gì? Nói mẹ nghe đi. Ai? Bắt cóc? Bắt cóc ai? Có người vào phòng bắt cóc con, rồi là tiền chuột. Kẻ bắt cóc đâu? Lui ra đây. Ủa, bà có thấy ai đâu đớm? Rõ ràng có, con đang ngủ và nghe giọng người đó nói chuyện với con. Lại bị chuyện rồi, hồi nãy con gặp các bạn, rồi giờ ngủ mớ luôn đó. Không, không, con có bịa. Cái người đó nhảy qua cửa sổ, rồi nhảy ra người con nữa. Cửa sổ cũng mở nè, trong khi con lại đóng cửa trước đó. À, ba biết kẻ bắt cóc con là ai rồi. Dạ, dạ. Con xin lỗi, con không biết, chỉ là một chú chim. Con làm ba mẹ rất lo, chọc bạn rồi bị ám ảnh luôn đó. Hơi, chàng đốm anh hùng cũng có lúc nhát gan như vậy ha. Ôi, thích quá. Làm sao mình có thể chơi nhạc như các bạn ấy không? Quảnh tù xây. Mình lại thua nó rồi. Ha ha, vậy là cục kẹo này là của mình đó nha. Đúng kìa, sao nhìn mặt bạn buồn vậy? Ha, nhìn mặt cậu còn buồn hơn cả tay to vừa bị thua kẹo nữa. Mình xem TV thấy mấy bạn chơi nhạc cụ hay lắm. Làm sao mình có thể khiến các nhạc cụ phát ra âm thanh ha? Ôi trời, thì ra là vậy. Mình là một tay trống chuyên nghiệp nha. Ủa, sao mấy bạn buồn thiêu vậy? Đúng đang buồn vì không biết chơi nhạc cụ. Hả? Có vậy mà cũng buồn. Đừng nói vậy chứ bò sữa. Không phải ai cũng chơi nhạc giỏi đâu.
À, mình có cách rồi. Bò sữa nè. Ai làm cho bạn chiếc đồng hồ này vậy? Ba mình đó. Đẹp không? Tuyệt quá. Vậy chúng mình nhờ ba bạn làm cái gì tạo ra nhạc nha. Đúng rồi đó bò sữa. Tụi con chào bác ạ. Các con ngoan quá. Có chuyện gì vậy? Ba ơi, ba có thể giúp bạn đốm làm cái gì phát ra được nhạc từ lá dường ba. Được rồi, được rồi. Để bác xem thử coi. Cuối cùng cũng xong rồi. Kèn lá cho đốm. Tuyệt quá, con cảm ơn bác. Con cũng muốn nữa. Con nữa. Con nữa. Được rồi, từ 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 từ. Ta sẽ làm cho các con. Rồi xong, ba chiếc kèn lá nữa. Đẹp quá à. Tụi con cảm ơn bác. Ba giỏi quá, biết làm cả đồng hồ và kèn từ lá dừa nữa. Ba giỏi nhất. Tụi mình sẽ làm ban nhạc kèn lá nha. Mình sẽ làm nhạc trưởng. Không được, nhạc trưởng phải là người thổi kèn hay nhất. Thôi mấy con đừng có cãi nhau nữa. Vậy ta tổ chức cuộc thi để chọn ai làm nhạc trưởng nghe. Ôi, tụi nhỏ làm mình nhớ lại thời thơ ấu quá. Có ai chơi thổi kèn la hay như ta? La 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 la. Bò sữa nhà ta thích lân la thổi kèn. Ôi, bác mới là nhạc trưởng của ban nhạc kèn lá. Đúng rồi, bác giỏi rồi đó. Xa nữa. Đốm ơi, đốm. Trời ơi, hamburger sao mà béo và thơm vậy ta? Vậy mà có người không muốn ăn là sao ha? Mình sẽ nghỉ chơi với mẹ luôn. Anh lên kêu đốm xuống ăn cơm. Cả ngày nay nó không có ăn gì hết. Sao vậy em? Em không chắc, nhưng có lẽ con giận em. Đốm à, mau xuống ăn cơm đi con. Trời tối rồi. Con không ăn, con không ăn. Có chết con cũng không ăn. Bây giờ ba đếm 3 tiếng. Không xuống thì đừng có trách ba nha. 1, 2, 3. Món sườn nướng đốm thích ăn nè. Con không có thèm đâu. Giận dai như vậy à? Đốm không ăn thì ba ăn. Không còn, đốm không thích cá. Mẹ đừng gấp nữa. Con chưa ăn gì mà. Con sẽ không bao giờ ăn món ăn của mẹ nấu nữa đâu. Mẹ đi mà cho tay to và bụng bự. Con có thái độ như vậy là sao? Dám nói năng với mẹ như vậy à? Tại mẹ mà. Con thương mẹ đâu. Có chuyện gì giữa hai mẹ con vậy em? Bởi vì sáng nay em la đốm trước mặt tai to và bụng bự. Ồ, điều đó là không nên chút nào. Sao em không nhắc riêng con chứ? Nhưng em nhắc hoài mà nó không chịu nghe. Mình phải tìm cách nào phù hợp hơn chứ. Con bây giờ nó lớn rồi, nó cũng thấy quê khi bị la trước mặt bạn bè chứ em. Con có đói không? Bây giờ ba chở đốm đi ăn hamburger nha. Dạ, nhưng với điều kiện chỉ có hai ba con mình đi thôi. Đốm không muốn có mẹ. Đốm không thương mẹ nữa à? Không phải, đốm vẫn thương mẹ. Nhưng mà mẹ thì không còn thương đốm nữa. Sao con lại nghĩ vậy? Thì toàn nghe mẹ la, mẹ cằn nhằn, mẹ khiêng tay to, bụng bự. Còn đốm thì không. Ồ, vậy lúc đó mẹ thương hay là ghét? Muốn tốt hay xấu đây? Đốm biết chứ. Nhưng mà ba đã biết rồi. Ba sẽ góp ý với mẹ. Ba con mình đi ăn nào. Chỉ có hai chúng ta hả? Ừ, vì mẹ đang rất buồn khi biết đốm không thương mẹ nữa. Chúng ta rủ mẹ đi luôn nha.
Thức ăn đã chín chưa em? Anh đói lắm rồi. Xong hết rồi đây. Anh giúp em mang thức ăn ra bàn đi. Ừ, để anh giúp mình một tay. Cảm ơn mình. Đốm ơi, xuống ăn cơm nè con. Wow, ăn thơm quá. Mẹ của con là sống rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Dạ, cả ba và mẹ là đồng hạng quán quân. Cậu nhóc này dẻo miệng quá đó nha. Thôi, cả nhà mình cùng dùng cơm đi. Con mời ba và mẹ dùng cơm. Hôm nay con đã học được gì từ cô giáo vậy Đốm? Dạ, hôm nay cô dạy tụi con phải biết giúp đỡ người khác đó ba. Nhưng con chưa thấy thuyết phục. Sao vậy cô? Thì con thấy rất là phản phúc. Giúp người khác là niềm vui mà con. Đó là điều rất tuyệt vời. Dạ thưa mẹ, con sẽ làm theo lời cô dạy. Chào Tay To, bạn đang làm gì vậy? Mình đang giúp ba chăm sóc cho chú chim Dành Khuyên. Chú ấy trông đáng yêu quá. Chú sao? Đáng quá. Hả? Chắc bạn đói lắm rồi đúng không? Đúng, giúp mình trông hộ chú chim ấy một lúc nha. Để mình vô trong nhà để thức ăn. Ừ, Tay To cứ để chú Vành Khuyên ở đây. Đúng sẽ trông hộ cho Tay To. Cảm ơn nha, mình sẽ quay lại mau thôi. Con chim có bộ lông đẹp ghê. Đúng rồi nha, hãy chạm vào chú chim đi. Bộ lông của chú êm và mượt vô cùng. Chú ấy sẽ thích khi được vuốt ve. Không được, Đốm không được chạm vào chú chim khi chưa xin phép Tay To. Lỡ như chú chim bay mất thì sao? Tay To sẽ không thấy đâu. Và chú chim ấy sẽ không thoát khỏi đôi tay của bạn đâu Đốm à. Nhanh lên, kẻo không còn cơ hội đâu đó. Mình sợ gia bạn, chắc bạn không bỏ trốn đâu ha. Bạn ngoan như vậy mà. Ngoan nha. Quay lại đây, bạn không được đi. Chim à, chim ơi, bạn mau quay lại đây. Chú chim của ba đâu rồi? Chuyện gì thế này? Đốm hứa với mình rồi mà. Con hứa giúp Tay To trông chú chim Vành Khuyên. Vì tò mò nên con đã lỡ làm cho chú ấy bay mất rồi ba ơi. Con rất muốn xin lỗi Tay To, nhưng con cũng rất sợ bạn ấy giận con. Ba đã hiểu rồi. Nếu như Tay To có mặt ở đây thì con muốn nói gì với bạn ấy nào? Con sẽ nói rằng con rất muốn giúp bạn ấy và xin lỗi vì để chú chim bay mất. Mình đã đến tìm bạn đó từ nãy giờ. Mình xin lỗi bạn rất nhiều. Mình đã cố gắng gọi nhưng chú chim vẫn không quay lại. Giúp đỡ người khác là việc nên làm, nhưng mà khi nhận lời giúp đỡ thì chúng ta cần phải làm thật tốt và chịu trách nhiệm với những điều không may xảy ra. Dạ, tụi con nhớ rồi. Nhanh đi bụng bở, Tay To à. Có chuyện gì mới sáng sớm lại lôi hai đứa mình ở đây vậy? Mình còn chưa tỉnh ngủ nữa nè. Mình vừa khám phá ra chỗ này đẹp lắm, nhưng chỉ buổi sáng sớm mới có thôi. Ôi, đẹp quá đúng rồi. Hai bạn thấy mình hay chưa? Đẹp quá, mình chỉ muốn ở đây thôi. Ôi, con vòng kìa. Đẹp quá à. Đốm đâu rồi bụng bự? Mình cũng không thấy nữa. Đốm ơi Đốm. Đốm, bạn ở đây hả? Mình đang ở đâu vậy? Sao lạ quá vậy? Toàn là băng không à. Không lẽ các bạn nhìn kìa, mặt trời thật đẹp. Đâu? Ừ, đẹp quá à. Các bạn nghe thấy gì không? Hình như là tiếng chim kêu thì phải. Không đâu, hình như là chim non đằng kia kìa. Em bị lạc mẹ rồi, mẹ em đi mất tiêu rồi. Em đói quá.
cho em mấy ăn không? Mình có kẹo sô-cô-la nè. Em sao vậy? Em nhớ mẹ, tìm mẹ cho em đi. Nhưng mẹ em đâu? Mẹ em đi trước, em bị lạc lại phía sau. Mình giúp em ấy tìm mẹ đi các bạn. Bằng cách nào? Mình cùng nhau bơi về phía trước đi. Được đó. Mệt quá đúng rồi. Mình cũng vậy. Nhưng mình phải cố gắng đi tìm mẹ giúp em ấy đi. Tội nghiệp chim non, không có mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ, mẹ kìa đi các bạn. Mẹ, mẹ. Con ngoan. Nhờ các anh chị này giúp con đó mẹ. Cảm ơn các cháu. Không có chi đâu cô ơi. Giúp đỡ người khác là việc nên làm mà cô. Các cháu thật ngoan. Thôi cô phải tạm biệt các cháu rồi, để đi kịp chứ đàn. Chào anh chị nha. Dạ. Ôi, giúp đỡ người khác thật là thích. Ồ, mình bay được rồi. Thì ra, giúp đỡ người khác là sẽ thành thiên sứ. Giờ mình đi đâu đây? Mình đi ngắm mặt trời đi. Ừ, được đó. Wow, hôm nay mình có hẹn một anh biến mất. Đốm ơi, đốm. Thiệt tình à, đúng là chứng nào tật đó. Đốm. Dạ, sao mẹ? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, tại sao không dọn dẹp đồ chơi hả? Thì chút nữa con dọn. Phải chi con ở sạch sẽ giống như tay to thì mẹ mừng rồi. Lúc nào mẹ tới nhà chơi đều thấy bạn ấy phụ giúp mẹ. Còn con thì... Bạn ấy ở sạch thì kệ bạn ấy. Mẹ cứ nói hoài. Nè đớp. Đớp. Ủa, hai bạn giấu gì phía sau vậy? Nè, cà rốt nhà mình trồng tặng bạn nè. Cho đốm bắp cải mới vừa hái nè. Xí, tưởng gì, siêu nhân hay bánh kẹo còn được, chứ cái này thì... Quà cáp là quý lắm rồi, còn ở đó mà chê khen, con không biết lịch sử là gì hết. Bác cảm ơn hai cháu, hai cháu ngoan quá. Chẳng bù với thằng đốm nhà bác, nó thiệt tệ à. Dạ, đúng rồi, nó bạ lắm, nó bạ lắm. Kìa con, sao con không mời bạn vô nhà chơi? Đốm. Đốm mất lịch sự quá à. Mời các cháu vô nhà. Đốm bị bệnh hả? Đốm mới bị la đó. Chơi xong không chịu dọn, để nhắc nhở hoài à. Cháu không bao giờ để mẹ nhắc đâu. Con cũng vậy đó. Phải chi đốm nó cũng giống như các con thì... Chuyện tay con, giờ bụng bự làm con đi. Đốm ơi, mở cửa đi. Các bạn về đi, mình không muốn gặp ai hết. Mặt trời là nhất, tỏa nắng ấm cho muôn loài. Tầm 7 giờ, gió mát là nhất luôn, thổi mát quanh năm, còn mặt trời chỉ đốt mỡ của mình thôi. Mấy đứa nhỏ này dễ thương quá à. Tại sao bọn nhỏ lại phải cãi nhau vậy? Vì lúc nào tôi chẳng lợi hại hơn anh. Anh vô. Hả? Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Ồ, đốm bụng bự nhìn nè, nguyên khắp hoa bỗng nhiên nở rộ luôn. Ồ, chắc là nhờ mặt trời đó. Thấy mặt trời của mình lợi hại không bụng bự? Thế nào hả anh vô? Xì, xem tôi nè. Hả? Bụng bự bay lên rồi kìa.
Wow, cơn gió là số 1. Thấy chưa anh mặt trời? Ê, nè cháu bé, cho cháu suy nghĩ lại đó. Làm sao cơn gió có thể lợi hại hơn ánh mặt trời của ta được chứ? Anh mặt trời ăn gian quá nha. Có gì thì chúng ta thi thố một trận, chứ sao lại dụ dỗ người hâm mộ của tôi? Được, thi thì thi, tôi chấp anh chọn phần thi luôn đó. Thi gì bây giờ ta? Bụng bự, có ý tưởng nào không? À ha, vui đó. Vậy thì mình thi tốc độ đi. Đốm, bên đội của anh. Bụng bự, bên đội của tôi. Ai tới đích trước thì thắng. Đồng ý, bài to sẽ là trọng tài. Sao tự nhiên thành cuộc thi rồi? Bây giờ ai chạy ra hết khu rừng này là thắng nha. 1, 2, 3, xuất phát. Tưởng gì chứ thi chạy thì làm sao bụng bự hơn mình được. Đội mình thắng chắc rồi mặt trời ơi. Bạn lộn rồi. Đây là phần thi tốc độ chứ không phải là phần thi chạy. Wow. Chết rồi ông mặt trời ơi. Mình mất luôn hai người bọn họ rồi. Không sao đâu. Hỏi ta nè. Chết rồi. Lửa lớn quá. Đừng lo. Để anh dập lửa cho. Đám cháy lớn hơn rồi. Nguy hiểm quá à. Thấy chưa. Tại anh đó. Tại anh đó. Thôi đi. Tới giờ này còn cãi nhau được hả? Lo dập lửa đi kìa. Anh Mai Mưa ơi. Xin lỗi mọi người, chút xíu nữa là cuộc thi biến thành thảm họa rồi. Tại sao phải tranh xem ai mới là người số 1 chứ? Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà. Thay vì ganh đua vô bổ thì chỉ cần góp một tí sức là cuộc sống này đẹp hơn biết chừng nào. Cháu bé nói đúng đó anh mặt trời ạ. Chúng ta nên tiếp tục tỏa sáng và thổi gió mát thì hơn là thi thố như thế này. Thôi quay lại làm việc thôi anh à. Tám mươi lăm, 90%. Xong chưa? Mình đi kiếm đó nha. À, bắt được bạn rồi nha. Xí bò sữa. Mình mà không cười á, còn lâu bạn mới bắt được mình á. Ông dám đâu. Mình thấy bạn trước chứ bộ. Mấy bạn có sao không? Mình không sao. Giờ hết đồ đẹp rồi, tụi mình chơi cái khác đi. Đúng rồi đó, trò này chán quá. Vậy giờ chơi trò gì? Hay mình chơi thả diều đi. Được đó. Vậy thôi, giờ mình về. Hẹn các bạn chiều nay mình chơi ở đây nha. Sao bạn buồn vậy Đốm? Mình chưa có diều. Vậy hả? Mình cũng vậy nè. Vậy hai đứa mình cùng làm một con diều đi. Ý hay đó. Mình làm thử coi sao. Vậy bạn về chuẩn bị đi. Vậy hẹn chiều nay tại nhà mình nha. Bạn nhắn xong chưa? Gần xong rồi. Đợi mình tí. Mình cắt xong cái đuôi rồi nè. Để đây nha. Yeah, xong rồi. Giờ mình thử đi thả đi. Đi đi. Mình tin là diều sẽ bay được. Hai bạn tới rồi đó hả? Ôi, diều đẹp quá. Của bạn hả đó? Không, mình và bụng bự cùng làm đó. Nhưng mình quan trọng hơn. Mình dán hết đó. Bạn giỏi thiệt á. Nhưng mình cắt cho bụng bự dán á. Người dán mới là quan trọng. Không, người cắt quan trọng hơn. Tại bạn đó, rách rồi nè. Tại bạn thì có, bạn dành với mình mà. Mình không thèm chơi nữa, mình về đây. Con sao vậy Đốm? Bụng bự làm rách con diều của con. Đốm à, con diều là công sức của cả con và bụng bự, đúng không? Con cứ thử nghĩ xem, nếu không có bụng bự dán lại, thì có thành được con diều hay là không? Và nếu con không cắt cho bạn dán, thì sẽ không có con diều hoàn chỉnh, đúng không? Con hiểu rồi.
tức là ai cũng quan trọng hết. Bây giờ con phải đi tìm bụng bự ở đây. Con sẽ giải thích cho bạn ấy. Ai cũng quan trọng hết và sẽ không chọn bạn ấy nữa. Mẹ rất vui khi Đốm có thể nhận thức được vấn đề như vậy. Hãy học cách hợp tác với nhau và chia sẻ với các bạn nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con đi tìm bụng bự đây. Đốm ơi, mở cửa cho mẹ. À, mẹ về rồi. À, có con sâu xanh. À, sợ quá. Khoan đã Đốm. À, để con bỏ con sâu đi. Con còn muốn nghe chú sâu nói gì sao? Sâu ơi sâu, bạn có nghe mình nói không? Có, có. À, mẹ ơi, con sâu biết nói hả? Đốm ơi Đốm, đừng bỏ mình vào bồn nước. Mình không có biết bơi. Sao cháu lại trốn trong bắp cải của cô? Gia đình cháu đâu? Dạ, cháu bị lạc mẹ. Thôi, Đốm để cho sâu xanh ở lại nhà mình vài bữa nha. Bạn có chịu không? Đồng ý, đồng ý. Bạn không sợ tối nay ngủ bị Đốm đè hả? Ơ, ai nói tối nay mình ngủ với bạn? Mình chỉ quen ngủ trên cành cây thôi. Tối nay mình ngủ ở đó. Ừ, sau đó ngủ ngon, mai mình lại chơi tiếp. Ừ, chúc Đốm ngủ ngon nha. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Sâu Đốm ơi, dậy đi. Mẹ ơi, sâu Đốm bị hóa đá rồi. Từ từ, con đợi một chút xem sao. Đây là sao hả mẹ? Hả? Ha, mình đã biến thành bướm rồi. Bướm đẻ trứng trên những lá cây, sau đó chúng nở thành những chú sâu con. Sâu con sau khi lớn lên thì sẽ nhả tơ quanh mình làm kén. Sau một thời gian, kén sẽ nở thành một chú bướm. Nhờ có Đốm và mẹ Đốm mà mình mới có thể trở thành bướm đấy. Cảm ơn Đốm nha. Nhưng bây giờ mình phải bay đi tìm mẹ của mình đây. Đốm ơi, mau vào ăn tối thôi con. Dạ, con nhào đây. Lại ăn cơm, chán chết đi được. Chơi với đồ chơi vui hơn. Mấy bạn đợi xíu. Con rửa tay chưa? Dạ, con rửa liền. Con ăn xong rồi. Đốm, con đang ăn dở dang kia mà. Nhưng con no lắm rồi mẹ ơi. Đốm, bữa trưa mẹ đã chơi vào ba lô của con rồi. Nhớ ăn trưa đúng giờ nha con. Lại ăn, chán. Đốm ơi, mình với bụng bự tới rồi, đi học thôi. Ba mẹ ơi, con ăn xong rồi, con đi học nha. Mình thấy cậu bé Lóc Cốc đúng là một siêu anh hùng đó. Mình thấy Lóc Cốc siêu cấp đẹp trai nha. So đẹp trai thì thua xa mình. Lóc Cốc có cái bụng xa cái bụng to của bụng bự mà. Thôi, cậu có biết mình xấu trai rồi. Đâu có cái bụng to ăn đứt Lóc Cốc. Đốm đừng chọc bụng bự nữa. Mình ăn trưa còn ôn bài, chiều kiểm tra đó. Đốm ăn chưa xong mà. Ồ, mình thấy Đốm bỏ dở nhiều thức ăn lắm. Mẹ mình nói,
ăn mà bỏ như vậy sau này sẽ bị bỏ đói luôn đó, rồi còn bị phạt ăn sâu nữa đó nha. Hả? Nó xạo. Có bạn ăn nhiều cái bụng to lên kìa. Đốm bỏ dở cơm như thế là không biết quý trọng thức ăn. Sau khi cơn bão đi qua, rất may là không làm thiệt hại cho người, nhưng hầu hết các loại lương thực, thực phẩm cũng đã bị tàn phá nặng nề, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bọn trẻ thật là đáng thương. Mấy bạn không được ăn no mẹ à, nhìn mấy bạn đáng thương quá. Ừ, năm nào cũng có bão lũ, mỗi mùa bão trẻ em đều không có thức ăn. Con rất thương mấy bạn. Ngày xưa ba mẹ cũng phải trải qua những thời gian thiếu thốn như vậy đó. Sao ạ? Ba mẹ cũng giống mấy bạn. Khổ cực như các bạn vậy đó con. Chuyện dài lắm, sau này ba sẽ kể cho con nghe sao? Ba kể con nghe bây giờ đi. Ba còn nhớ, sáng sớm ông bà đã phải ra đồng làm việc. Con có biết không, làm ruộng vất vả như vậy, nhưng mà tới mùa thu hoạch, gặp bão lũ là xem như mùa đó không có cơm đủ để mà ăn qua ngày. Con có thấy nó giống tình cảnh những bạn ban nãy hay không? Đốm có biết quý trọng thức ăn không? Có chứ mẹ. Vậy ai bỏ thừa bữa cơm tối qua ha? Con ít mà. Con bỏ thừa bữa sáng nay. Bữa trưa mẹ nhớ là con cũng bỏ hơn phân nữa. Con đã hiểu. Từ nay con sẽ không như vậy nữa. Bay lên đi, bay lên. Đốm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi, đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không, học bài hay là ăn roi. Nhưng mà mẹ. Rồi sao, bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá, xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chờ ba mới đi làm về, tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á, lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh, đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm, đúng là sướng ghê. Ôi, mệt quá đi mất, một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà. Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi, tối nay em có hẹn khiêu vũ, sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cái này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách. Ui da, trời, đau quá. Thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. Đốm, bạn đã sẵn sàng chiến đấu với pizza siêu đặc biệt chưa? Sẵn sàng thưa đồng chí. Wow, mở nhanh đi bụng bự, chịu ít nổi rồi. Wow, đây có phải là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích, phủ thịt bằm, phủ lạp xưởng anh? Ôi da, đau quá. Đúng rồi, đây chính là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích với phủ thịt.
điều đó không cản lại được tình yêu của mình với Pizza đâu. Đã quá. Cứ như là đang bay á. Đốm ơi, bụng bự ơi. Chết rồi, tay to đến đó. Thì có sao đâu. Thì mình phải chia cái bánh này với tay to nữa chứ sao. Cái bánh này hai đứa mình ăn còn ít nữa. Chia cho tay to, sao đủ ăn. Thôi mình giấu cái bánh đi, đừng cho tay to thấy. Vậy là mình khỏi phải chia với tay to. Được đó. Giấu nhanh lên, tay to sắp vào rồi. Bụng bự ơi, bụng bự đâu rồi? Chết rồi, tay to vô rồi. Giấu ở đâu bây giờ? Giấu lại với bạn đi. Hello bụng bự, hello đốm. Hai bạn đi làm gì ạ? Tụi mình đang đập con muỗi. Con muỗi nó cứ bay tùm lum à. Thôi đừng đập nữa, mình có đem đồ ăn qua cho hai bạn nè. Cái bánh không bự lắm, mà mấy bạn cứ ăn cho mình vui nha. Thiệt xấu hổ. Xấu hổ với tay to quá. Bạn đem cái bánh tới chia sẻ với bọn mình, còn bọn mình thì ích kỷ, giấu cái bánh pizza này đi. Thiệt xấu hổ quá chừng. Thôi không sao đâu, dù sao bây giờ ba đứa mình cũng có tới hai cái bánh rồi nè. Vui lên nha. Cảm ơn tay to, nhờ bạn mà tụi mình đã học được bài học và sự chia sẻ trong tình bạn. Đúng là bụng bự. Mạnh lên nữa bụng bự ơi. Mạnh lên. Ủa, bạn không chơi xích đu với tụi mình hả tay to? Thôi mình đi xem hoa. Trời ơi, chán chết. Mày không thử làm sao biết chán chứ. Vậy thì mình thử. Úi giời, thế mình chơi xích đu một mình. Ý, mình tìm được cỏ bốn lá nè. Wow, người ta nói cỏ bốn lá này á hên lắm á. Nghe nói lá cỏ thứ tư tượng trưng cho sự may mắn, lá cỏ bình thường chỉ có ba lá thôi. Ồ, vậy hả? Ồ, phí giảm giá pizza 80% lận. Cỏ này hên thiệt đó nha. Tào lao, trùng hợp thôi. Bạn còn nói là trùng hợp hả? Ê, sao bạn hên quá vậy? Cho mình mượn cộng cỏ xíu đi. À, mình xin lỗi bụng bự nha. Nhưng mà để mình chạy về khoe với mẹ mình trước đã. Có cùng cỏ này rồi, từ nay ta không sợ bất kỳ cái gì hết. Cả lớp cất tập, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Đốm, bạn học bài chưa? Đã có cùng cỏ may mắn rồi, mình đâu còn phải học bài. Trời ơi, sao không hiểu chữ nào hết vậy? Con học hành thế nào mà kiểm tra được có một điểm vậy hả Đốm? Dạ, tại con có cụm cỏ bốn lá may mắn, nên con nghĩ con cần phải học bài. Trời ơi, có cỏ bốn lá là con không học bài hả? Không có thứ gì trên đời này đem lại may mắn hết. Mọi thành công phải từ nỗ lực, cố gắng mà có được. Nhưng mà có lúc con gặp may thiệt mà. May mắn hay xui xẻo chỉ là do cách chúng ta nghĩ về sự trùng hợp. Bạn bè học bài rất nhiều được 10 điểm, con không học chữ nào cũng được 10 điểm. Con có thấy công bằng hay không? Dạ, con hiểu ý mẹ rồi. Sau này con sẽ không ỷ lại vào bất cứ thứ gì nữa, mà sẽ tự cố gắng đạt được điều mình muốn.
chết nè. Chết rồi chưa? Mày dám chạy đâu? Ồ, con gián. Con gián bò đâu rồi đó? À, dạ, hình như nó chạy ra ngoài cửa rồi mà. Con gián đâu? Con gián đâu rồi? Hả? Con gián nhìn cũng dễ thương mà ta. Sao mẹ lại ghét con gián vậy ta? Nhìn cũng giống con dế hay cào cào thôi. Mình nghe TV nói mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Chắc là gián phải có nhiệm vụ gì đó, đúng không? Bạn nói đúng đó. Chắc là mình phải bảo vệ loài gián thôi. Có chuyện gì vậy? Bạn cho mình mượn cái nhà búp bê của bạn được không? Mấy bạn đợi mình xíu nha. Ủa, mà mấy bạn định làm gì vậy? Tụi mình nuôi con này nè. Hình như phụ nữ ai cũng sợ gián. Được rồi, mấy bạn dám nuôi gián hả? Bây giờ bạn đã có nhà riêng rồi, bạn muốn làm gì cũng được, không sợ ai phá hết. Trời đất ơi, ở đây mà nhiều gián quá vậy. Trời ơi, ai cứu tôi vậy? Hey, biệt đội tiêu diệt gián đã có mặt. Chết, chết nè, chết rồi nè, chết rồi nè. May mà có các mẹ với dây to cứu đó. Còn hay quá ha, dám nuôi con gián. Con có biết là con gián là loài côn trùng mang mầm bệnh cho con người hay không? Dạ, tại tụi con cũng phải bảo vệ đa dạng sinh học. Đúng là mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Nhưng nhà ở không phải là nơi để nuôi gián. Giống như con người thì không thể sống ở dưới nước gì đó. Con biết chưa? Dạ, bây giờ tụi con hiểu rồi. Sau này con sẽ không nuôi những loài có hại trong nhà nữa. Ơi, sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng bụng bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Buồn ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc cũng bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi, mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có, mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn, nhờ mẹ chỉ thì ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho Đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Còn mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi. Các người lại.
Liêu liêu. Mệt quá. Sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà dứt giả thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà, sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ về nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Không xin phép ba đốn như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu bà cô đốm nghiên cứu cái gì hay hay thì sao. Ê, ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi thôi thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à, súng mà chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, đúng rồi, chết rồi. Tại bạn nó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, 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 mình đang lo lửng nè. Bạn may thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn, bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay, ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh đi cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á. Bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, đấy dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về. Hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay giờ sau, con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống, rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè. Anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi. Con nhịn đó cũng được. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nhưng mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu.
Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Ây da, đau quá đi à, sao mà cây đàn khó đánh quá vậy? Mình chẳng thấy mặt nó nữa đâu. Đúng rồi, bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi, chắc là đàn hay lắm á tay to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi, mình tò mò quá. Đúng, còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó, mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập qua mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng thông giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát hơi to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Mấy bạn có thấy lúc nãy không? Mình được cô Tiên Dung trước lớp vì đã giúp đỡ được người khác á. Cũng bình thường thôi. Nếu mình gặp ai cần giúp đỡ thì mình giúp thôi. Tại mình không có gặp. Bụng bự hơn thôi. Trời ơi, xe gì mà nhiều quá vậy nè? Ý, có bà cụ cần qua đường kìa. Đâu, đâu, đâu? À, thấy rồi. Mình tới trước, để mình dắt bà qua đường. Nhưng mà mình thấy trước. Nhưng mà mình có cách hay nhất để dắt bà qua đường. Cách gì? Quay sang đường. Sức, không có vụ xe tự né mình đâu. Xe tông thẳng vào mình thì có. Ủa, vậy chứ bạn có cách gì hay hơn không mà nói mình? Giơ tay xin đường. Như vậy đó. Ý trời ơi, mấy đứa nói cái gì mà ghê quá vậy? Rồi lỡ tài xế ngủ gục hay không để ý tông trúng mình thì sao? Hả? Thôi, mấy cách đó bà sợ lắm, bà không qua đâu. Vậy thì bà cứ để con, con biết cách qua đường chắc chắn nhất nè. Bà còn qua bên kia mà đớm. Bạn dắt bà đi vòng vòng ở đâu vậy đó? Ồ, thì ra là vậy. Cảm ơn cháu bé. Đúng là cách qua đường này là tốt nhất. Dạ, ông Bá Chi, con chào bà. Cách qua đường an toàn nhất đó chính là chờ đèn đỏ. Khi đó dòng xe đứng lại, mình chỉ việc đi qua thôi. Tuy có hơi mất thời gian, nhưng lại là cách an toàn nhất. Đúng, bạn hay quá ha. Lần sau, mọi người nhớ qua đường bằng cách này nhé. Mình có gì lười một xíu mà bị xe hung bể mông đó. Nè đốm, ăn uống phải từ tốn chứ con. Con đói mà, con ăn tủ
ba mẹ không tiếc, nhưng mà con ăn cũng phải nhìn trước có sao chứ. Dạ, con vẫn nhìn mà ba mẹ. Con mà cứ tham ăn như vậy sẽ béo phì béo tròn cho coi. Cái của con mà. Nhiều đó được rồi con, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu. Tối rồi. Một chút nữa đi ba. Không được là không được. Không được thì thôi, đấm không thèm ăn nữa. Đấm lên phòng đây. Quỳnh nhanh tay hơn cả ba. Đã thiệt, ăn một trận đã đời. Con ngủ đi. Má, 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 ôi da, ba ơi cứu con, má, má. Chuyện gì vậy đó? Mẹ ơi, con gặp ma. Thôi, mơ thôi mà con. Nhưng con sợ, ba ngủ với con nha. Thôi được rồi, ba sẽ ngủ với con. Ngoan, nào, nằm xuống ngủ thôi con. Ui da, đau bụng quá, đau bụng quá. Đớm, đớm, con sao vậy? Đớm đau bụng quá ba ơi. Sao vậy? Chắc hồi chiều con ăn nhiều quá chứ gì. Chai dầu đâu rồi? Dạ. Con còn ăn chuối nữa hả? Tham ăn quá không đau sao được. Đớm biết lỗi rồi. Từ đây đớm sẽ không tham ăn nữa. Ba giúp đớm đi ba. Để ba đi lấy thuốc cho con nha. Sao tay ba bị gì vậy? Thì chẳng phải con vừa ăn đùi gà hay sao? Có không ta? Sao đùi gà mà không có thơm? Trời ơi, đẹp quá. Sao con chưa thấy bao giờ ta? Quà của bà ngoại của mẹ gửi cho. Con phải gọi là cụ ngoại đó. Mẹ rất quý chiếc thố này, nên chỉ dùng trong những dịp thật đặc biệt thôi. Cho con cầm thử một chút đi mẹ. Không được đâu, con sẽ làm bể mất. Chết rồi, làm sao bây giờ? À, đau quá, mình bị mắc kẹt rồi. Xong chưa, đớm ơi? Đứng yên nào. Mẹ ơi, con cố ơi, con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc, để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao.
con xin trượt, không chơi dạy nữa đâu. Viết vô đây. Không đâu. Thì bây giờ bạn muốn cái gì biến mất á thì bạn cứ nói là ghét quá đi. Ghét quá đi. Thấy chưa? Quảnh tù si thắng rồi. Lần này không có tính. Tại sao? Nếu mình không nói ghét quá đi để cái cây cổ thụ biến mất thì cậu đã bị... Hả? Hả? Chết rồi, đốm biến mất rồi. Làm sao bây giờ? Tất cả là lỗi của bạn không đó. Mình không có cố ý. Đốm ơi, lúc trước còn cái cây cổ thụ thì mình nó không bị nắng chiếu cho mặt như vậy. Thật ra thì mình rất yêu cái cây đó. Hả? Bạn vừa nói gì vậy? Mình nói yêu cái cây, vậy là nó quay trở lại. Vậy giờ mình chỉ cần nói là rất yêu đó. Mình vừa nằm mơ rằng tụi mình có siêu năng lực á, có thể làm biến mất sự vật trong tích tắc nữa rồi xuất hiện trở lại. Kỳ lạ thật. Không ghen ghét đố kỵ, hãy học cách yêu thương để mọi thứ mãi mãi bên mình. Sao kỳ vậy ta? Mới hôm qua cậu kêu lớn lắm mà. Kỳ quá à. Đây là quà mình được tặng đó. Hàng độc ở đây không có đâu. Bạn sướng thiệt á, có quá trời đồ chơi luôn. Tiếng chuông nghe thật vui tai. Nào, đến lượt mình. Sau đó, bạn mang nó đi đâu vậy? Mình chỉ mang ra công viên thôi, các cậu cũng thấy mà.
Nè, che chuông lên cho vui đi. Để cho mình. Đến lúc đó, cái chuông vẫn bình thường mà. Nè nè, ai tháo chuông xuống và mang chuông về ta? Mình xin lỗi, là tại mình. Chính vì mình bất cẩn nên nó làm rớt chuông, khiến chuông bị nứt. Ba ba, vì sao chuông nứt lại kêu rè rè hả ba? Bởi khi chuông bị nứt, làm chuông mất đi độ đối xứng, độ đàn hồi và dao động. Và chỗ nứt đó không thể cùng ba mặt khác dao động đồng bộ được để tạo ra âm thanh ngân nga. Mình xin lỗi, từ lần sau mình sẽ giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không sao, bạn đâu có cố tình như vậy. Đốm ơi, xuống ăn cơm. Dạ. Đốm, ăn cơm thôi con. Lớn lên con sẽ làm họa sĩ. Ủa, mẹ tưởng con thích làm thám tử chứ. Bây giờ con thích làm họa sĩ hơn. Tại sao? Cô giáo khen con có năng khiếu vẽ. Đốm giỏi quá à. Ba mẹ sẽ mua tặng cho Đốm hộp bút chì màu để Đốm tha hồ vẽ. Dạ. Đốm nè, ba mẹ rất tự hào về con. Tuy nhiên, khi con biến toàn bộ ngôi nhà của chúng ta thành một tác phẩm hội họa thì ba mẹ thấy không ổn chút nào. Tại sao? Ba mẹ cũng chia sẻ căn nhà này với con. Khi con vẽ khắp nơi, thậm chí vẽ lên cả đồ đạc của ba mẹ thì ba mẹ thấy rất phiền. Điều đó có nghĩa con không tôn trọng không gian và vật dụng của ba mẹ. Vậy từ giờ con sẽ vẽ ở đâu? Không còn chỗ nào để con vẽ hết trơn á. Thêm giấy, chì màu và cả màu nước cho con thoải mái vẽ. Khi nào gần hết thì con nói để ba mẹ mua tiếp. Hay quá, con cảm ơn ba mẹ. Và Đốm phải phụ ba mẹ lau chùi đồ đạc và nhà cho sạch sẽ nha. Dạ. Ta chính là siêu nhân Superman, có sức mạnh siêu phàm để đánh bại mọi kẻ sau, là chỉ huy của đội chiến binh vĩ đại. Với cái nơ này, ta có năng lực nghe cả các sóng siêu âm và thấy mọi vật ở xa thiệt là xa, đến mấy chục ngàn km. Si, có thể nhìn thấy tới nước Mỹ không?
Ta sẽ chở nàng đến nước Mỹ bằng phi thuyền vượt không gian này nha. Ôi, Tuyết kìa, ta đi trượt băng và làm ông già Tuyết đi. Cho mình đi với, mình thích trượt băng, mình đi với. Được, mong ước của bạn sẽ được chấp nhận nếu bạn trở thành chiến binh. Mình he he, đây là chiếc khiên siêu cấp của mình, có thể đỡ mọi đòn tấn công. Chiến binh bụng bự sinh ra mắt. Ngày hôm nay chúng ta là những siêu anh hùng chuyên tiêu diệt kẻ xấu. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Ủa, tiếng gì vậy? Đề phòng có kẻ xấu. Kẻ xấu ở ngay trong này. Được rồi, ta sẽ bắt kẻ xấu này lộ diện ngay lập tức. Không phải đâu, bụng mình sôi đó, cứ mỗi khi bị đói là nó phát ra âm thanh này à. Chúng ta còn phải nạp năng lượng trước khi chiến đấu chứ đúng. Được, vậy tất cả siêu anh hùng cùng tiến vào phòng nạp năng lượng. Tất cả tiến lên, tiến lên. Tất cả dừng lại, chúng ta đã đến kho nạp năng lượng rồi. Có một cái bánh kem siêu khủng dành cho chúng ta. Nhanh đi, mình đói quá rồi. Thôi chết rồi, chiếc bánh kem nó không còn nữa. Có lẽ kẻ xấu đã lấy mất bánh kem năng lượng của chúng ta rồi. Thôi không, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng. Đúng vậy, ai đã cả gan làm điều này? Nhìn kìa các bạn, chúng ta đã phát hiện chứng cứ. Đi thôi nào các bạn. Sao giờ này con mới về hả? Con làm bài tập chưa? Ngồi thẳng cái lưng lên. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà con còn chưa xong là ăn đòn đó nghe chưa? Lúc nào mẹ cũng mắng mỏ, bắt mình làm cái này, làm cái kia. Mình sẽ lên sao hỏa sống luôn. Nghe nói người sao hỏa sống văn minh hơn người trái đất. Ủa, họ nói gì vậy ta? Ah!
ở nhà mình là ổn nhất. Đốm ơi, dậy đi con. Ba mẹ có việc phải đi sớm, con nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Dạ. Chỉ một phút thôi, bữa nay lớp mình đi tham quan trang trại chứ đâu có đi học đâu. Đúng hết rồi. Xe buýt đậu ở sân đá banh, các bạn vui là tập trung bên đó. Bạn đã bỏ lỡ chuyến tham quan trang trại dòng rau của cả lớp. Mình làm rơi chìa khóa rồi, giờ chỉ có nước chờ ba mẹ về thôi. Trang trại đẹp tuyệt vời luôn. Nhất định tớ sẽ quay lại đó. Tất cả cũng chỉ tại mình ngủ nướng. Đang trẻ một thứ là trẻ hết cái thứ khác. Tới rồi. Có gì ăn không vậy Đốm? Vô đây, vô đây. Đợi xíu nha. Đã quá. Yeah. Ngon quá.
Ngon quá à. Nè. Bye, tạm biệt. Đốm. Dạ. Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi, con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ, nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy. Thích nhất là có thể chụp hình bằng điện thoại với chất lượng cao. Nào, 1, 2, 3. Trời, ba không biết chụp hình gì hết. Cái này đẹp nè, mình phải post lên Facebook khoe liền mới được. Con cũng muốn chụp hình nữa. Thôi, ba con mình nhường mẹ đi. Mình là đàn ông mà con. Mình chỉ muốn chụp hình chút xíu thôi. Chụp xong sẽ trả lại cho mẹ liền. Phải khoe bụng bự và tay to mới được. Các bạn ấy sẽ lét mắt gì ghen tị cho mà coi. Đẹp quá à. Phải như vậy mới ngầu chứ. Như vậy còn ngầu hơn nữa nè. Bữa nay chụp được bao nhiêu là hình đẹp. Về nhà mẹ sẽ lát mắt cho coi. Ủa, sao mình không chụp một tấm lúc mà đang cưỡi ngựa ta? Ngầu lắm luôn đó. Lần nhất mình phải được. Chỉ muốn chụp hình với các bạn thôi à. Biết nhận lỗi là tốt. Ba sẽ đem sữa. Và sau đó đến lượt ba tự sướng. Đớm, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi. Con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tao to rủ được con chạy thi. Ê, chạy thi không?
lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút ở nhà. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị, xuất phát. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình phải nhanh hơn nữa, tay ta sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Đốm, sao không ăn kem đi mà cứ thè lưỡi hoài làm chi vậy? Mình cũng không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú, thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác, mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên, và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Cả mẹ nó hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con... Ăn một miếng mới được. Này, không được ăn vụng, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Đói bụng quá à. Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? Thả nó xuống đi. Bỏ nó xuống đi mẹ. Thôi mà, bỏ nó xuống đi. Đau quá. Bỏ nó xuống đi. Ôi da.
May quá, mình đã chiến thắng được cám dỗ. Mình không ăn dục. Mẹ ơi, đòn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? Má, chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ Đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu Đốm vẫn muốn ăn đòn, thì mẹ sẽ cho Đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết đó. Đến bạn mà cũng không biết nữa, thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn, thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao? Bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi. Mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi. Một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn. Ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được. Nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn. Bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. À, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy, đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không Đốm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Ê! À, được rồi nè, tay to bụng bự ơi. Được rồi hả Đốm? Đúng hay quá à. Đốm mà. Bụng bự tay to, cố lên đi. Mình cũng sẽ bắt được đám đám giống như Đốm thôi. Mình cũng vậy. À, mình cũng bắt được rồi nè Đốm. Tay to ơi. Đâu? Nè. Đẹp lắm Đốm ơi. Hả? Đốm đi đâu rồi ta? Đốm ơi, Đốm mà, bạn đâu rồi? Đốm của các ngươi đã bị ta ăn thịt rồi. Sợ quá, chạy mau. Hả? Ta to, các bạn đâu hết rồi? Hả?
lộn chứ? Mình cũng không biết nữa. Có bắt được Đom Đóm không con? Con với bụng bự và tay to, ai bắt được nhiều hơn? Con ghét bụng bự và tay to, con nghĩ cho hai bạn đó rồi. Sao vậy con? Kể cho ba nghe được không? Hai bạn chọc con. Chọc ra sao? Con ghét bụng bự và tay to. Con trai à, chẳng phải con là người nhát hai bạn trước hay sao? Con nhát các bạn thì con vui, thì cớ sao các bạn nhát lại con thì con lại giận? Nhưng mà... Con à, con có biết không, nếu như việc nào con không thích người khác làm với mình thì con cũng không nên làm việc đó với người ta. Vậy là con sai rồi hả ba? Đúng rồi, với lại chơi với bạn thì phải biết tha thứ cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Nếu giận nhau hoài thì đâu có vui, phải không con? Dạ, con hiểu rồi. Con trai ngoan. Hôm nay mình được cô giáo khen đó, vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép, vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Đen hoàng baby vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bác màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao Đốm không chào bác bầu vàng? Tại bác bầu vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về Đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày dẻ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào Đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi, tạm biệt Đốm cho bụng bự nha, mai gặp lại. Tạm biệt tới to nha. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao Đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng, chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo Đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai, con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. Đúng rồi, Đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học, thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha.
sao nhiều đồ ăn ngon quá vậy? Bây giờ nhà rủ các bạn lên ăn chung mới vui. Ủa, cái cây đâu rồi ta? Thì ra mình chỉ nằm mơ thôi.